Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý một vài cái file PDF hay gặp phải cho máy Kindle. Sẽ phải phân biệt làm hai loại: file PDF mà xịn và file PDF scan. Ví dụ hạn như đây là một cái file PDF xịn này, về chất lượng nó rất là tốt, nó được soạn thảo từ file Word sang, thì sau khi convert sang PDF thì nó sẽ ra cái file như này. Thì thông thường những file này thì về cơ bản dễ xử lý. Nhưng mà đây là file PDF scan, file PDF scan này thì nó thực sự nói thì dùng Kindle chỉ là đọc chống cháy thôi, thì sẽ đi từng trường hợp một. Đầu tiên là với cái file PDF như thế này nó sẽ có vấn đề hay gặp phải nhất, đấy là bị lỗi nhảy dòng khi mà convert file. Và cái thứ hai ấy, đấy là cái loại này là cái loại PDF được chia làm hai cột này. Các bạn thấy ở đây chia làm hai cột, thì khi mà sử dụng cái phần mềm Clipper để convert sang Mobi ấy, thì nó sẽ gặp phải một vấn đề, để mình sẽ thử cho các bạn thấy. Đây, cái file mà mình có nói là chia làm hai cột là cái file này. Cái file này là một cái file mà khách vừa mới gửi cho mình để nhờ thử dùng thử trên Kindle. Ok, mình sẽ convert qua Mobi. Convert với những file này thì rất là nhanh, bởi vì nó chỉ đơn thuần là text thôi, file đẹp text trên convert rất là nhanh. Chắc chỉ độ tầm 15 đến 20 giây gì đấy với cái file này. 17 giây tất cả. Ok. Thử nhìn xem cái kết quả khi mà convert file Mobi này. Xem nào. Đây. Nó sẽ ngon lành cho đến cái phần mà nó chia làm hai cột. Đây. Trong cái bản PDF gốc ấy, thì các bạn thấy là ngay dưới cái phần mà introduction này thì nó sẽ là phần propose. Tuy nhiên ở trong cái file Mobi sau khi convert qua ấy, thì nó lại nhảy luôn sang bên cái phần quality of study này. Tức là khi mà convert bằng Clipper ấy, thì nó sẽ hình dung rằng cái phần trắng ở giữa này nó là một cái khoảng trắng giống dấu cách space ấy, chứ không phải là nó được chia làm hai cột. Cho nên bình thường nếu mà nó convert ấy, thì nó sẽ phải convert từng cái phần, từng cột một, thì cái phần Clipper thì nó lại convert, tức là từ dòng này xuyên thẳng sang dòng này. Đấy. Tất nhiên convert kiểu này thì không thể đọc được. Nên cách xử lý với cái file này như sau. Trong cái file PDF gốc ấy, anh em bấm Ctrl A. Đấy. Nhớ chuột phải copy. Sau đấy thì tạo một cái file Word mới. Đây, vào file Word mới. Các bạn lưu ý cái phần này, bước này là bước quan trọng này. Chuột phải và chọn cái phần paste, nhưng mà phải chọn cái phần đấy là keep text only, cái phần thứ ba này, chứ không phải Ctrl V bình thường nhá. Ok. Đây. Thì bình thường nếu như khi mà con copy sang PDF sang cái file Word này thì nó sẽ bị lỗi nhảy dòng. Đấy, lỗi nhảy dòng thì bây giờ xử lý thế nào? Bây giờ không thể nào mà ngồi làm từng dòng một được, rất lâu. Thì cách xử lý nó là các bạn vào cái phần mà file and replace. Nó nằm ở đâu ấy nhỉ? Đây. Replace. Các bạn trong cái phần file Word các bạn gõ cái ký tự nón P, và cái phần replace các bạn đặt một dấu cách, chọn replace all. Ok, tức ở đây nó báo là đã thay 2437 cái ký tự đấy. Đây, các bạn thấy bây giờ sau khi mà đã thực hiện cái lệnh đi xong thì nó không còn bị nhảy dòng nữa, nó kéo tất cả lại thành dòng nguyên chỉnh. Ok, khi mà các bạn có cái file này xong thì nó sẽ rất đơn giản thôi, các bạn chỉ việc đến là save nó lại. Đấy, demo. Mình sẽ đặt ở ngoài laptop cho nên dễ nhìn. Ok, như vậy là chúng ta đã có một cái file chuẩn, file doc chuẩn. Sau đấy thì bước tiếp theo rất đơn giản, đấy là vào Clipper, add cái file đi vào. Desktop, demo. Thực hiện convert, chọn đầu ra Mobi. Ở đây thì các cái bước này thì các bạn đã biết ở những video trước mình hướng dẫn rồi, đặt thông tin rồi ảnh bìa vân vân, không ai làm gì nữa. Ok, như vậy là chúng ta đã có một cái file Mobi đẹp được chuyển từ cái file PDF này sang, mà nó không bị lỗi khi mà convert những cái hàng, không bị lỗi là nhảy dòng, không bị lỗi là convert thẳng hàng như này, chuẩn chỉ. Rồi, đấy là với cái thể loại file đầu tiên, đơn giản, file PDF đẹp. Tuy nhiên đến cái loại PDF thứ hai là PDF scan. Cái loại này là loại khoai nhất dành cho Kindle. Bởi vì sao? Bản chất của PDF ấy, nó là file ảnh. Anh em hình dung là một cái file PDF mà nó kích thước khoảng cỡ A4 ấy, mà nó zoom lại, zoom cái ảnh đấy nhỏ lại bằng kích thước cái màn hình 6 inch hay 7 inch của bọn Kindle ấy, thì chữ nó sẽ bé, chữ sẽ rất bé, rất là khó đọc. Thì
Tất nhiên làm cái này thì nó không thể nào tốt hơn được hoàn toàn, nhưng mà nó cũng phần nào đấy nó gọi là chống cháy được. Thì cách đơn giản để cái chữ nó có thể to hơn thì các bạn có thể thấy là cái file này, cái phần viền, bao giờ cũng thế, phần file PDF ấy, thì cái phần viền của file này sẽ rất là dày. Thì cách đơn giản là các bạn cắt cái phần viền file này đi, cái phần viền trắng này đi đấy, chỉ còn mỗi phần chữ thôi. Thì đương nhiên khi mà nó zoom ra để vừa khít với cái màn hình của Kindle thì cái chữ nó cũng sẽ to theo ra. Thì cách thức để cắt cái file này thì các bạn dùng cái app này giúp mình, cái link thì mình sẽ để trong video. Cái app đấy đâu nhỉ, đây, Bridge. Các bạn chạy cái app này lên nhé. Cái app này thực sự mà nói thì cái giao diện nó rất là cúi bắp, nó xấu một cách không thể tả được. Đây, khi chạy cái app này, nếu như có một những bạn mà chưa cài cái Java ấy, thì nó sẽ thông báo một cái bảng thông báo là các bạn sẽ phải cài cái Java đấy vào máy, và nó sẽ dẫn lên cái đường link như thế này. Đây, thì các bạn cứ click vào download và cài lên máy thôi, nó cũng không có vấn đề gì cả đâu. Thì các bạn muốn cắt file nào thì chỉ cần vào phần file, load file, chọn đến cái thư mục chứa cái file đấy. Cái file đấy mình đang để ở ngoài laptop đây. Chẩn đoán và điều trị y học hiện đại của một đồng chí cũng đang học y, sáng nay vừa mới gửi file xong. Đây, tức là ở đây thì nó có đưa ra một cái bảng là bạn có muốn làm, tức là thực hiện với những cái trang cụ thể không, còn nếu mà không thì chỉ cần bỏ, nhấn cancel, bỏ qua, chờ một tí để nó load được cái file đấy vào máy. Đây, cái hay của cái phần mềm này là thế này, các bạn hình dung làm quen cái giao diện phần mềm nhé. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này, khi mà click chuột vào ấy thì các bạn sẽ thấy một loạt những cái page ở bên cạnh đây. Tức là với cái kích thước của cái file như thế này thì sẽ có những cái page này 1, 3, 5, 7, 9, 11 đấy, vân 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 vân. Thì những cái page này nó sẽ là kích thước như này và nó sẽ đưa ra cái gợi ý cắt theo đúng cái viền như này. Rất thông minh, tức là các bạn không phải chọn nữa. Tất nhiên là các bạn vẫn có thể tùy chọn để làm sao nó cắt được nhiều nhất, đẹp nhất, phù hợp nhất. Nhưng mà mình thấy cái phần mềm này nó đưa ra cái gợi ý cắt là rất chuẩn rồi. Đấy, chủ yếu là chúng ta cần cắt viền là viền hai bên thôi. Đấy, các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ phân loại này, để chẳng hạn như là cái trang này là trang nằm ngang này thì nó cũng sẽ phân loại riêng ra này. Ok. Lúc đấy thì các bạn chỉ cần chọn vào action này, crop này. Chọn cái nguồn lưu này, mình sẽ chọn là demo 2 này. Chấm PDF, các bạn nhớ chấm PDF nhé. Nếu không để cái đuôi PDF này thì tí nữa các bạn lại sẽ phải rename lại cái tên là chấm PDF thì mới đọc được đấy. Ok, thử save xem nào. Đang rất nhiều phần mềm chạy đây, tắt bớt cái đã. Ok, đây là file gốc này. Kéo lên trên cùng này. Đây là file demo sau khi cắt thì các bạn thấy là cái phần viền nó nhỏ lại đáng kể. Kéo xuống phần chữ này. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái phần viền này nó đã kéo lại nhỏ. Nếu như các bạn cảm thấy rằng cái viền này vẫn to, vẫn muốn cắt viền nữa thì các bạn có thể cắt được. Ở đây nó sẽ cắt. Mỗi lần các bạn thực hiện cắt viền này thì cái chữ nó khi mà hiển thị ở trên Kindle nó sẽ lại càng to ra một chút nữa. Đấy. Thì đấy là cái hay của phần mềm này, về cơ bản nó thực hiện gần như là hoàn toàn tự động cho bạn. Chỉ cần việc nhập file vào, nó sẽ tự động nhận diện cái trang đấy và chọn cái phần cắt viền cho nó phù hợp nhất. Thì với cái tính năng này, với cái loại file này thì dùng cho cái đồ để mà gọi là chống cháy ấy, thì đây là một cách mà tốt nhất có thể rồi. Đấy, thì các bạn có thể thấy là những cái phần sau này thì nó cắt viền tương đối sát rồi. Bạn muốn cắt sát nữa thì lại tiếp tục thực hiện cắt đến lúc nào cảm thấy vừa ý thôi. Cắt một vài lần nó sẽ quen và thao tác này nó cũng rất là nhanh. Đây là một cái file mà file scan gọi là nặng nề và có độ dài là 1245 trang, nặng 141 MB, mà nó thực hiện về cơ bản là rất ngon lành, nhanh. Đấy, thì đấy là mình hướng dẫn các bạn cái cách xử lý với file PDF dành cho máy đọc sách Kindle. Good luck.